Vùng đất Bảy Núi, tỉnh An Giang có nhiều đặc sản từ núi rừng, nhiều sản vật giúp người dân phát triển du lịch từ rừng. Gần đây, loại trái có sắc tím đẹp mắt, vị chua được bà con tự đặt tên là nho rừng đang được nhiều người săn đón. Nho rừng là một loại trái dại thường mọc hoang ở vùng rừng Bảy Núi. Bên ngoài nhìn khá giống trái nho nên bà con ở đây mới đặt tên là nho rừng. Muốn hái được chúng không hề dễ dàng mà phải cất công lặn lội cả ngày mới đủ chế biến thành thức uống đặc sản. Mùa nho rừng Bảy Núi thường bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 10 âm lịch. Mình ngâm cái nho rừng này là mình về mình lặt rửa ra, rửa, phơi cho nó ráo. Ráo rồi bắt đầu mình mới để vô chai hay hoặc là để vô trong bình, rồi mới để đường phèn vô. Để đường phèn rồi chế rượu vô, khoảng một tháng sau là mình uống được. Hiện nay nho rừng được bán nhiều tại tỉnh Biên, mang thu nhập ổn định cho người dân vùng núi, đặc biệt những bà con không có ruộng đất. Mình thấy nó quá chín nhiều rồi, cái sao người ta ngâm, ta xin cái người ta ngâm uống thử, người ta nói ngon quá, cái bắt đầu mình để lên, mình hái xuống, để lên bán. Không có phun thuốc, phun gì mà mình cũng không trồng. Cái này là giống của trời cho, tự nhiên là trời ổng sanh ra vậy đó. Điểm đặc biệt của nho rừng là khi sống chốn hoang sơ sẽ đơm hoa, kết trái rất tự nhiên. Nhưng đem về trồng trong vườn nhà là không phát triển. Mùa nho năm nay giá ổn định, bà con vô cùng phấn khởi. Hiện nay là miễn ai mua chừng ký 2 ký là tôi bán 50, còn mua cả 5 ký trở lên thì bán 40. Rượu thì bán ít lắm, tại vì mình ngâm trái mình bán hết rồi, lặt trái bán. Rượu thì có khi được 2-3 lít một ngày, có khi được 5 lít. Còn trái thì chắc bình quân cũng cỡ mười mấy 20 ký một ngày. Miễn ngon là 50 ký cũng có nữa. Đồng bào Khmer dùng nho rừng để nấu canh chua. Còn người dân vùng Bảy Núi thường ngâm nho rừng với rượu chữa bệnh hoặc làm mật nho rừng với đường phèn. Bà con nói công dụng trị nhức mỏi, tim mạch. Dù chỉ mới được thu hái và xuất hiện trên thị trường vài năm, nhưng nho rừng đã trở thành đặc sản mới ở vùng Bảy Núi An Giang.